Hiện nay trên thị trường có vô vàng các loại bình pha sữa cho bé. Nhưng việc chọn được một chiếc bình phù hợp với con yêu mà vẫn đảm bảo an toàn sức khỏe cho bé thì không phải bậc cha mẹ nào cũng biết. Về hình dáng, bạn có thể chọn những bình sữa có dáng thun mà em bé có thể tự cầm được và cũng có thể chọn bình có đáy rộng để tiện cho việc vệ sinh sau mỗi lần sử dụng. Chất liệu bình Bình sữa bằng nhựa có giá thành rẻ hơn bình sữa bằng thủy tinh Do trọng lượng nhẹ nên bé dễ cầm khi bú. Tuy nhiên, khi mua bạn nên lưu ý về nguyên liệu phải tuyệt đối, không có chứa chất BPA. Bởi đây là hóa chất nhân tạo, có thể ngấm vào sữa, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và sự phát triển của bé, như có khả năng làm cho não và hệ sinh dục của bé phát triển bất thường. Khi chọn mua bình sữa bằng nhựa, bạn nên chú ý chọn loại làm bằng chất liệu an toàn với các dấu hiệu nhận biết sau. một điều cần thận trọng là khi bình sữa bằng nhựa có ký hiệu sau thì chúng ta không nên mua vì đây là nhựa không an toàn bình sữa bằng thủy tinh nguyên liệu thủy tinh nhìn chung an toàn hơn bằng nhựa bình sữa thủy tinh còn dẫn truyền nhiệt tốt dễ cọ rửa tuy nhiên do trọng lượng sẽ nặng hơn bình nhựa nên có thể gây khó khăn cho bé khi cầm bú ngoài ra nên chọn loại nước vú bằng silicon Mặc dù giá thành đắt hơn nấm phú cao su thông thường, nhưng nó có ưu điểm là bền và không có mùi. Việc chọn mua cổ bình sữa rộng hay hẹp là tùy vào sở thích của cha mẹ. Cổ rộng thì sẽ dễ vệ sinh, dễ pha sữa, cổ hẹp thì gọn gàng và dễ cầm. Chọn kích cỡ phù hợp. Kích cỡ của bình sữa phụ thuộc vào độ tuổi của bé. Bình nhỏ từ 50ml đến 120ml cho bé dưới 3 tháng tuổi bình trung từ 120ml đến 180ml cho bé dưới 1 tuổi, bình lớn từ 180ml đến 250ml cho bé từ 1 tuổi trở lên. Khi mua bình sữa cho bé, nên chú ý tới van thông hơi, điều này cũng quan trọng vì nó giúp bé không bị nuốt không khí vào bụng và tiêu hóa dễ dàng hơn. Sau khi sử dụng khoảng 3 tháng thay nấm phú và 6 tháng thay bình sữa một lần để đảm bảo an toàn vệ sinh cho bé một khi đã quyết định mua loại bình sữa nào cho bé bạn hãy mua thật nhiều bình dự trữ phòng những trường hợp bạn phải hút sữa dự trữ cho bé